Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Cuối cùng thì yêu lực của mình cũng lên được một ức rồi. Sorry anh em nha, bởi vì ngày hôm nay quay video mà không có cam, bởi vì ngày hôm qua vừa đi ra chợ mua hai bắp ngô thì bị hai ông cháu phi một quát vào chân. Trời ơi, giờ đây phải vừa ngồi vừa gác chân làm video nên thành ra cái mặt của mình nó sẽ bị lệch ra khỏi khung camera. Thế thôi, tắt luôn cam đi anh em ạ. Sau khi mà lên được một ức yêu lực ấy, thì mình nhận thấy là pet là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp cho chúng ta có thể là nâng được cái yêu lực nhanh nha. Nếu như mà cái chỉ số này của anh em nó càng cao lên thì chúng ta sẽ nâng cấp được nhanh thôi. Đấy là lý do tại sao mà có một số bạn chơi em ong già. Đấy, ví dụ như bạn Abalin này, yêu lực của bạn ấy cũng rất là ổn áp luôn. Đấy, bởi vì em ong già này rất là dễ nâng, mà cái chỉ số của em nó mang lại là 95,9%, tuyệt vời rồi. Nên là yêu lực nâng lên cũng rất nhiều anh em nhá. Đấy thì bây giờ em ứng long của mình cũng mới có thể là nâng cấp được lên bấy nhiêu sao đây này, cộng được 84,5%. Hôm qua thì mình cũng rất là cũng chả biết là nên vui hay nên buồn, mặc dù là ra luôn cái dòng suy yếu linh thú bậc 8 luôn khi mà mình nuốt em cũ ấy, kiểu bâng khuâng vãi. Nếu như nó là cường hóa linh thú thì trời quá ngon luôn, nhưng mỗi tội nó lại ra suy yếu linh thú thì nó lại không hợp cho em ứng long lắm. Nhưng mà thôi, ngáo mó có hơn không anh em ạ. Và sau khi nâng cấp thêm hai em nữa vào đây thì nó đã nâng cấp lên bậc 10 luôn rồi. Và cái này cũng giúp cho mình nâng rất nhiều lực chiến luôn anh em ạ. Wow, đỉnh luôn. Đây là em ứng long của mình, nó đã mang lại khoảng 2.800 vạn điểm lực chiến nguyên em pet này anh em nhé. Đấy, ra trận này, anh em thấy chưa? Khủng khiếp luôn. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến tất nhiên là phải do nhân phẩm anh em khi mà chặt cây. Nếu như ra trang bị nhiều sao số thì lực chiến của anh em sẽ tăng lên thôi. Còn nếu không mà đen đen như mình đây, chỉ có 1-2 sao thì chắc chắn là lực chiến nó cũng chỉ như vậy thôi. Đấy, càng nhiều sao thì phần trăm rồi thì thuộc tính đây nó mới cao được anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đánh đấu pháp thử một vài trận để xem là với tầm phân khúc một ức thì đánh đấm được ai anh em nhé. Ôi, mình vào đây mua một vài vé để đánh thử nha. À thôi, mình phải chặt đào trước anh em ạ. Thôi mình thử chặt cây xem là có ra được cái vé đấu trường này hay không. Nếu mua thì hơi sót một tí nha. Sau đấy thì mình có vé rồi mình sẽ đi khiêu chiến thử để xem tình hình là PK bây giờ như thế nào rồi. Nhưng mà rất tiếc, sau khi chặt 60 quả đào thì cũng chẳng được cái vé nào cả. Thôi mình đầu tư 500 ở đây nhá. 5 vé. Rồi, 500 tiên ngọc đã bay màu. Thì mình sẽ đi test thử xem như thế nào nha. Đấu pháp nào? Khiêu chiến. Rồi, để mình xem bạn nào cùng phân khúc lực chiến nào. Đầu tiên là bạn Abalin nhá. Bạn ấy có cái băng phong ngàn dặm này, ôi có cái thực hồn chú, mình cũng đang rất cần cái này mà chưa ra. Đây à, có sư tử hống luôn, bạn ấy chơi ong già có sư tử hống là hợp lý này. Kim cang bất hoại nữa, khá là trâu nhỉ. Có vẻ là lực đấy. Nhưng không sao, mình sẽ đánh thử xem như thế nào nha. Ok, để tốc độ x1 để cho các bạn có thể ngâm cứu về cái điểm sát thương này. Đấy, mình hoàn toàn là có thể né được. Tuy nhiên là dính cái sư tử hống thành ra là những cái chỉ số của mình đang bị giảm đỏ hết đây này. Rồi, không né được nhiều lắm nha. Hơi ảo. Rồi luôn. Anh em có thể nhìn thấy là em ứng long của mình cạp một phát và dính đóng băng khiến cho bạn ấy không thể nào mà hồi sinh được. Đấy là lý do tại làm sao. Do là mình đã vừa đổi cái thần thông anh em nhé. Cái thần thông của mình trước đây thì mình dùng cái đe dọa này. Là linh thú tăng 22% hiệu quả chi... sát thương gây ra lần đầu tăng 22%. Hiệu quả trị liệu không thay đổi. Thì khi mà mình dùng như vậy á, mình thấy là có những lúc là nó hơi bị thừa sát thương một tí. Thế nên là mình đã đổi ra là dùng cái hàn tức. Cái hàn tức này thì sẽ khắc chế được vào một số em tinh quái như là phù tang. Nó sẽ không thể nào mà hồi sinh được. Bởi vì khi mà em ứng long của mình đánh, nó sẽ có cái tỷ lệ là đóng băng. Thì kèm với cả đóng băng thì cái hiệu quả hồi sinh của tinh quái nó sẽ không được gọi là có hiệu lực. Thế thành ra nó sẽ kết liễu mục tiêu nhanh hơn, đỡ cù cưa cù nhầy, tránh những trường hợp là ứng long của mình ấy thì nó chỉ cạp được một phát thôi mà nó bị thiếu sát thương, chẳng hạn kẻ địch nó chưa chết hoặc có hồi sinh lại cái thì kẻ địch mà yêu lực nó mạnh, đúng không, nó đánh được thêm vài phát nữa nó hồi máu là mình lại bị lật kèo ấy. Đấy là lý do tại sao mình chuyển đến cái hàn tức là như vậy nha. Tiếp theo xem nào. Ui, phân khúc này anh em càng đấy, hình như 1.09 anh em đã. À đây này, Luzi một ức này, đánh thử nha. Bạn Luzi này xem là chơi cái gì. Bạn Luzi này thì chơi cái gì đây? Bạo kích cũng như là liên kích nha. Cũng có hàn tức này. Đấy, kim cang bất hoại cũng có luôn. Bạn ấy có cả cái ly hỏa trận. Rồi,
chiến thử Luzi xem nào. Ai à, bạn Luzi thì có sái ứng long và có sái mong già. Để mình xem nào. Ok. Ok. À mình có đỡ nha. Có đỡ một tí nha, có né hồi máu nha. Rồi. Đam của mình to hơn đấy. Mặc dù bạn đấy để liên kích nhưng mà mình lại né được thì thành ra là mình hồi máu nhiều thôi. Ok, phải né thì vẫn khắc chế cứng và phải liên kích rồi. 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 Nhưng mà mình thấy tầm này ấy, là cái chỉ số né của mình hơn 200%. Mà có những trận vật cưỡi các bạn ấy chỉ có kháng chỉ có 98%, cộng thêm một số những cái thuộc tính kháng nữa, tầm hơn 100% tí thôi. Mà mình vẫn không thể nào mà né được. Ảo lắm, nói chung là cái chỉ số này nó cứ bị làm sao. Nó kiểu hên xui luôn ấy. Có những trận thì né rất ghê, nhưng có những trận thì vẫn vậy nhưng vào không né được mấy. Nên là mình quyết tâm phải cho lên tầm 300% xem như thế nào anh em ạ. Xem chỉ số nó có khác bọt hơn hay không. Bây giờ là bạn nào đây? Tiếp tục là mới phát xem nào. Rồi ok bạn khác đi. Ủa không có ấy. Sói xám này. Tăng dần độ khó lên nha, 1,24 ức. Rồi để xem bạn này chơi cái gì ta. Bạn này là đây này, bạn này kháng né này. Bạn này đeo kháng né rồi, để xem là có đánh được bạn ấy hay không nhá. Có thực hồn chú, có giải thi pháp. Xịn nhờ. Hai cái đấy mình đang tìm kiếm rất nhiều này. Có sơn dã tinh này. Ai à, nghe căng thẳng đấy. Mình cứ đánh đi, xem như thế nào. Cái để giúp cho chúng ta có thể là mạnh lên nhanh nhất đó chính là chăm DPK và chăm đọc chỉ số của những cái bạn mà mình thua ấy. Để xem ra là các bạn ấy chơi gì. Ok đấy, anh em thấy không? Mặc dù mình hơn 200% né đấy nhưng mà nãy giờ có né được phát nào đâu. Nếu như không né được thì phế luôn hai em tinh quái này rồi. Đấy, anh em thấy không? Rồi luôn. Hình như là bạn đấy, một là ong của bạn đấy có nhiều suy yếu linh thú này. Đấy. Đấy, để mình xem em ong của bạn đấy có không. Có cường hóa linh thú. Ủa. Cam 10, level 10 luôn. Và có suy yếu linh thú. Đấy, là một trong những cái lý do. Cái lý do thứ hai là có kim cang bất hoại. Cái thứ ba nữa là có kháng né nữa. Cái thứ tư là có cái giải thi pháp. Ui, nói chung là có quá nhiều đồ chơi. Thế thành ra là, ôi, ghê nhở. Bạn đấy cũng có luôn một trang bị ấy này. Linh bảo 4 sao ấy, hên thế. Với level 298, hên nhở. Đấy thì anh em có thể tham khảo cách build của bạn sói xám là mình thấy cũng hay này. Có thể khắc chế được vào những anh em nào mà chơi kiểu chơi né giống như mình ấy. Đấy, anh em lưu ý nhá. Rồi tiếp theo để mình xem còn anh em nào nữa không. Bạn chân này thì chơi cái gì đây? Bạn chân này thì chơi choáng, bạo kích. Ồ, ok. Rồi, đấy là về sơ sơ qua một chút nhá. Mình đánh thử bạn chân tí nào. Rồi, đỡ được. Rồi luôn. Rồi luôn. Kỳ lân của mình được đánh. Rồi, né. Né. Ây à. Ây à. Ngang tài ngang sức nhưng mình thì có vẻ như đánh tay to hơn bạn chân đấy một tí. Cạp. Úi. Ngon không? Có những trận thì em ứng lòng của mình cạp rất khỏe. Nhưng có một cái mà mình thấy hơi thắc mắc một chút. Đó chính là ở bạn chân này nhá. Thì suy yếu linh thú của bạn đấy là phẩm cam luôn cơ. Level 10 luôn. Và bạn ấy cũng có kim cam bất hoại các thứ. Nhưng mà khi mà em ứng lòng của mình cạp ấy, nó lại ngon hơn là cạp bạn sói xám này. Ảo ma Canada luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi đánh đấm lại. Sau đó là nhờ các anh em cao thủ phân tích lại giúp mình nhá. Ok. Đây nha. Mình sẽ đi khiêu chiến lại để cho anh em có thể phân tích lại giúp mình cái lý do là tại làm sao nha. Rất chi là ảo ma Canada luôn. Rồi. Mình đánh ra được 228 vạn này. Ok. Úi. Bao nhiêu vạn đó. Rồi đấy, em ứng long của mình cạp rất ít luôn nha. Ảo thực sự ạ. Ok, bạo kích nổ quá đau luôn đi. Đau phết. Đau phết, úi, bây giờ mình né được phát đầu tiên. Rồi. Đấy, bạo kích đau không? Tất nhiên là bạo kích của bạn ấy ok thì mình có thể hiểu được. Thế nhưng mà lý do là tại làm sao mà em ứng long của mình cạp lại chỉ được có bấy nhiêu. Trong khi đó cạp bạn chân thì ối rồi luôn. Không biết là mình đã bỏ sót cái điểm nào thì anh em phát hiện ra. Nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết rồi nhá. Và chúc anh em một ngày quốc tế lao động thật là bùng nổ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.